Quang Thế Âm
Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát 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 Quan Thế Âm.
Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô 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 Bồ Tát Quan Thế Âm. Thành đạo sáng tinh rõ con đường chúng ta với ý nghĩa.
chuyện hành trình trò nghiệp. Nhân sinh hiểu rõ Phật thành đạo là một điều kiện để kết nối bạn liền với Đức Phật trong người. Thái thượng Tất Đạt Đa thuộc gia cấp trả trả lời dòng họ Thích Ca là con phố tình phạm và hoàng hậu hai gia. Khi trưởng thành, Thái thượng tìm cách thỏa ra bốn cửa thành, cảm nhận được thực tế chân tự của cuộc sống sáng già bình biệt. Đó là hiện tượng muôn đời của những loài hướng đến đỉnh cao. Báo nhiêu nhà khoa học đã được cấp bằng thạc sĩ tiến sĩ được giải thưởng. Vừa đến chúng ta thấy đầy dày về tệ nạn xã hội và nỗi đau khổ nỗi của loài người. Bằng một trang báo nghe một bầu khí thi tài khóa nghị qua màn TV, chúng ta thấy kỳ thi tôn giáo sắp được bình hòa thiên tai sóng thần động đất chiến tranh cả ngày càng khốc liệt. Thứ nhì, một số nước chúng ta gần mùi khi bao nhiêu cuộc chạy đua cạnh tranh sinh tồn đã làm cho xã hội nhân loại xáo trộn. Vắng bánh hiện tại là làm cho mọi giá trị đảo lộn, chỉ còn một giá trị duy nhất là được tôn thờ là vật chất. Hiệu quả sản xuất khối lượng hàng hóa con người càng ngày càng lún sâu vào sự nô lệ của vật dụng và sống một cuộc sống sống hồ khô cằn trùng vắng và đơn điệu nhàm chán. Thời đại nông nghiệp đã quay cuồng mọi người thâm nhập đồ hòa sống thật chân để mất không còn thuộc dây dần lại để suy nghĩ được khi hành động. Một điều khác, trong khi văn minh khoa học kỹ thuật phát triển cho đến tận mấy xanh thì văn hóa tâm linh của con người luôn xuống. Đức Phật xuất hiện vì con người đau khổ, ánh sáng chân lý của Ngài vượt thời gian không gian và sáng soi cùng cả vũ trụ. Đời người đã là tổ quốc loài quý ý đỏ hồ niệm nhất sản nghiệp ba kỳ sư dương hòa tạ thả muôn kiếp không đồng tận. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tùng thưa sáng tòa mẹ nữ hi hoa bài tình yêu thương nhân loài thân ba bài tới chốn bên nhau. Yeah.
Yeah.
Hòa tú nhập Phật. Bởi vì chắc không thể gì một lần nữa mà. Rồi, bây giờ thì Thục Gia sẽ tặng cho quý vị một tiêu mục ngắn thôi đúng không ạ? Quý vị thấy không ạ? Quý vị tiêu mục này đặc biệt ấy, là quý vị chắc ai cũng hiểu cái tim Việt Nam rồi. Mình giả tim Việt Nam. Rồi, Thục Gia diễn xong sẽ tặng cho quý vị ai đấy chắc khỏi. Tiếng Việt Nam thì quý vị chắc ai cũng biết rồi, mình giả của đó lên. Ôn in bé lấy có mấy nha? 10.000, 20.000, 50.000, 100, 200 và 500.000. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Đây, tiếng Việt Nam. Học thuộc giá, học thuộc là một trò rất là kỹ thuật. Thục Gia cần đưa lên, đưa xuống, nhưng bên giảng này sẽ biến thành 500 nha. Người nào lên thì Thục Gia đang đúng không ạ? Thì mình cho đang một tay đây. Anh trong một tay nhà đó. Thank you.
giá là 64. Nhưng mà bây giờ tặng 24 thôi chứ mấy. Có nhiều mà tặng rồi. Rồi, chúng ta lên tặng 24 chứ mấy. Rồi, ai muốn lên đây. Mọi người không rõ lời chứ kìa. Rồi, một người ai muốn lên nè. Chị hai người. Quý vị hãy đón răng chứ. Rồi, chị chấp đây. Chị kia chưa đến cho quý vị. Rồi quý vị cho chị Trân sở một trang một tay nữa. Em tên là Lê Thu Thủy ạ. Cảm ơn Lê Thu Thủy. Bây giờ chúng ta đi tại vào 6 tờ. Thì tặng 2 tờ thôi. Không tặng 1 tờ thì nếu mà quý vị đang miễn là 2 tờ. Nhưng mà từ khi tặng là đến lại quý vị lấy 6 tờ này. Hãy cầm đi. Điện lại cái nào. Mấy tờ 1 2 3 4 5 6. Bây giờ tặng 2 tờ phải không? 2 3 1, 2, 3, 4. Rồi, 1 tơ đi. Cái tơ này người ta mới vừa dò cho 2 tơ đi. Không có hiểm nè, không có hiểm nè. Thank you.
tôi như đóa sen vươn lên trời cao. Phải điện mà phải điện mày biết về về tới bộ hai quay lại mới về biết tới bộ à biết cái tạm có trên màn hình tivi bay đi hả? 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 Đang thực hiện vào lúc 8 giờ tối nay sẽ thực hiện trên màn hình của TV Huế. Cao Huy Hóa và đây là tất cả giáo sư và giờ đây nhân viên Phật học viện và đây là nhà nhạc gia. Còn đây là hình như này cái tạo là hình như là chụp hình thật nó nặng thật. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm.
Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm.